Cái gì đây? Em lên xe em con chết. Tại biết bánh tráng. Quên đi là đặt mừng quá để mình lên xe ngon quá. Ngon quá rồi. Kịp tới bánh tráng xong bánh tráng rồi nè. Bánh tráng nhà làm mà. Chứ là phải đi lên cũng chúng năm. Lên xe mừng quá rồi biết mừng lên xe ngon rồi mới nhớ lên nè. Đại lý luôn nha. Đại lý luôn. Chưa hả? Cô quên rồi đúng không? Làm sẵn nướng rồi nhưng mà dừng lên xe mừng quá rồi cô cháu giúp nhau leo xe mừng quá rồi mình đi. Nướng càng lên nó được cái hộp cũng năm nè, cái tàu này ngon, cái nó được cái xào này cũng xào. Dạ. Sáng tao là phải nhận bánh cái nè ngoài gia đình thôi. Mấy cô tuy rất là lớn tuổi nhưng lặn là không ngại lặn lội đường xa, trời cũng rất là nắng đó nha. Đến đây để viếng mộ cậu Năm rất là trân quý. Rồi. Là mấy cô là cũng làm muốn lên cho nên ăn cậu chẩu luôn muốn mừng được chứ còn nhà cũng nôn nôn muốn đi không bữa nay nghĩ là bên đây quá mừng xuống luôn nhà cũng xuống luôn rồi lại chia sẻ giải gì cơ lên đây thì giờ hết quá mừng rồi hết nhân cho tôi thanh cho mười không cô. Vậy là tối nay gì cũng ngon. Ủa, mình lên được mấy lần rồi cô? Mỗi lần đầu tiên. Không uống được. Sáng coi, chiều coi, tối coi, rồi bây giờ phải lên. Tức là ông xã coi sao cũng coi hoài, cái anh cũng lên hoài tại mình muốn coi. Không muốn gì lên được tới đây giờ quá mừng rồi. Vậy là tối nay gì cũng ngon rồi. Tối nay về cũng ngon nha. Rồi dịp sau có lên thì mình đem bánh mình cũng nằm tại vì nhà làm sẵn cái nãy lật đặt lên xe. Cái mấy cháu đó thôi để chuyển sang chuyến sau đi. Dạ. Lấy bánh tráng mà. Thôi để xin phép đi qua tắt dành cho em vợ. Dạ. Bây giờ cô lo thăm. Dạ, cô chú em cũng nghĩ là khi mà các bạn có coi YouTube mình cũng biết sao nó có một nói giống bà gì đó. giống mẹ đó. Hồng Phượng giống mẹ hả? Hay là Hồng Lo giống mẹ hả? Không có, ông nói Hồng Phượng á. Nói lên đi diễn ai trên sân khấu luôn, nó sao mà làm gì mà dẻo miệng vậy. Cái ơi, họ giống ai dẻo miệng nó giống mẹ. mẹ Hồng Phượng là bà nào ta? Hiện giờ mới biết Hồng Nhung, cái tôi đã tôi đâu biết. À bây giờ mới biết hả chú? Cái miệng giống mẹ lắm hả? Cũng có, ông nói kiểu nó nói theo kiểu như tên sân khấu mà nói kiểu như nịnh theo ổng á mà. Dạ. Nhưng mà thấy ngoài đời thì chú ngẫm nghĩ là sao? Thì giờ mình không biết, giờ qua YouTube lên rồi mình thấy rồi mình cũng có tức cười. Hồi đó mình không biết, mình không có cười. Dạ. Nhưng giờ mình không nghĩ là sao nữa. Ổng lên sân khấu sao ổng nói sao giờ giống đời thật của ta. Dạ. Giống thế nào chú nói rõ hơn tí được không ạ? Bây giờ chuyện của gia đình của người ta, mình đến mà thăm viếng mộ thôi. Chứ mình nói chi để cho nó phiền, phải không? Nhưng mà bây giờ muốn biết lại coi lại cái cách đây 3 năm đó. Cái game show của Hồng Phượng đó, ở quận 5 đó, lên ra chứ gì. Cái game show đó cháu chưa coi bởi vì cháu không hiểu cái nội dung. Cậu giờ mở lên mạng thì nhóc. Chú có xem tuần của cậu Năm nhiều không chú? Thì lúc xưa cũng có coi, thì khi coi khi xong gần mình coi, còn sao mình đâu coi được. Yeah.
Ừ, cảm ơn chú nha chú ơi. Gia đình ta mình cũng tới đây cũng thắp nhang cũng gian giá sao để cho gia đình nó yên ổn rồi. Dạ. Cái mình nó mới nói chứ chú để cho nó yên ổn như gia đình sắp xếp lại để khi mà xưa anh Năm ảnh nó là nổi tiếng. Dạ. Mình giờ mình đừng để con cháu anh em gì mang tiếng nó không. Dạ. Được tốt. Dạ. Ra hậu bây giờ đâu phải nó có một cái mà ở mình ở đây ở thành phố ở các nơi giờ đến cả thế giới làm vậy thì nó cũng cùng một cho Năm. Dạ. Thằng mình sống xã hội thì nó thẳng với gia đình nào cũng vậy chứ không có gia riêng gia đình nào nhưng cái gì mình làm sao để cho cái người mất được an nghỉ đi chứ chưa khó thôi được con gái rồi đây đến nhan gái thôi cái gì cho nó hòa hết cho nó vui vẻ xã hội sống thôi cho mình không có dám nói gì về chuyện đầu tư của ta. Yeah. Phiền. Thì theo chú là sự việc như thế này rồi có thật có khả năng nó giải hòa được không? Cái đó mình đâu biết tùy nói người ta thôi chứ mình sao mình nói được. Mỗi qua mỗi nhà mỗi cây mỗi qua mỗi nhà mỗi cảnh mà đâu nói được. Lúc đó mà ngồi lại nói chuyện với nhau thì đã hai chú ha. Mình phải sắp xếp gia đình mình trước chứ còn để ra thì đừng ra rồi mạng xã hội nó dữ lắm. Tại vì cậu Năm là người có tiếng nói nhất trong cái gia đình dòng võ mà cậu Năm khi mà cậu Năm mất đi á thì mà không mà cũng có nhiều cái lai xô nó lên dòng họ võ này dòng họ võ kia tôi không chịu tôi cũng dính vào họ võ nè. Dạ chú cũng họ võ luôn hả? Tôi không vậy là võ anh em nhà mà... nhà Dũng Linh rồi nhà dính, cậu Năm rồi tôi cũng dính vào họ võ nhưng mà có nhiều người khi lên mạng nhiều khi mình coi còn đêm tới 1-2 giờ mình bức xúc nó dòng phải giỏ này dòng kia okay, không phải. Dạ chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Nay sinh năm 60. 60 rồi, vậy là em ruột của em bây giờ dòng họ của cậu Năm. Không có cậu Năm sinh năm 58. Không có dính dáng vậy hả? Không dính dáng chi rồi xem gia thả chưa? Nhiều khi là giống ấy, cho thấy giống ấy, cậu Năm ấy. Không cái gì cái chứ nói thế sang bất hoàng làm họ là không được cái họ là giờ trên cả. Dạ. Thế giới này cũng lớn. Dạ, nhiều khi dòng võ nó nhiều lắm. Ừ. Nhiều khi là trong gia phả nhiều khi đời thì nhiều khi là cái họ võ thì cũng có cái họ võ người xấu người tốt cái đâu phải nhiều khi lên mạng nó dòng họ võ này dòng họ võ kia tôi cũng không chịu cái đó tôi cũng dính líu nhiều khi tôi cũng mình thấy mình không đồng ý cái đó họ gì họ. Chứ nói mà họ này chú có đâu lời gửi đến em Hồng Loan không ạ? Thôi chuyện nó để thì dụ như em cháu nó chuyện gia đình ta để ta sắp xếp. Dạ. Ừ. Thì mới bắt đầu là một người chứ, người lớn lớn tuổi thôi chứ mình khuyên gì ví dụ như giờ mình gặp em cháu mình khuyên em cháu thôi cái gì để giữ hòa giữ quý cho nó vui vẻ đi xong xuôi yên rồi cha mẹ mình yên xong á chưa gì hết chưa được mãn tang chưa trăm ngày làm vậy rồi nó đau lòng cho anh Năm thôi nói thật. Ở đời thì nói thẳng cũng có người tốt người xấu mình không hiểu được đâu. Yeah. Mỗi cha mẹ sinh ra chứ trời sinh tính chứ mình không hiểu được cái gia đình của người ta. Yeah. Trong gia đình của người ta thì người ta biết mình ở ngoài sao mình biết được gia đình của người ta mình nói ra thì nó phiền. Tại vì khi mà đứng những cô chú lớn tuổi có một góc nhìn rất là gọi như là rõ ràng về câu chuyện cuộc sống nhưng mà cái giới trẻ bây giờ nó khác chút. Đúng rồi. Nhà cái tuổi như chú á thì nhìn cái góc nhìn cuộc sống nó khác. Còn tuổi trẻ bây giờ nhìn có một cái góc nhìn cuộc sống rất là khác. Đúng rồi. Mỗi cái thời là đại mỗi giờ khác. Mỗi thời đại sao nhưng mà trong cái gia đình thì nó hẳn nó cũng đôi khi nó cũng có gì tiền mà đôi khi nó cũng không có gì tiền. Nó là xã hội nó học theo xã hội nó đâu học cha mẹ đâu. Cha mẹ đôi khi nói không nghe. Anh em đôi khi nhiều khi rồi dạy dỗ không được. Chứ đâu phải nói con trong nhà chục đứa con giống như nhau đó, có khó lắm. Dạ.
Mỗi đứa mỗi tính, mỗi đứa mỗi nét đúng không chú? Đúng rồi. Nhà chú có mấy anh chị em chú? Tôi đông, từng cả chục luôn. Không, anh chị em, ví dụ như em trai hay em gái nhà chú á? Đông lắm, tôi nhỏ hết mà. Dạ, cậu Năm là nhà có ba anh chị em. Ha, có Bất Tư nữa chứ. Bất Tư nó là bốn không? Dạ. Bất Tư nữa. Tôi giờ ông anh lớn tôi gần 90 rồi còn như nữa. Dạ. Tôi thứ 10 luôn. Còn đâu có anh trai nữa mà. Ừ, thì Bất Tư đó đúng không? Con Bất Tư là lúc trước ở nhà của cậu Năm không? Ở một phòng á. Nói cho mình sống sao để ra xã hội người ta thương. 10 người mình sống gần nhà mình thôi, mình đừng nói gì hết á, vòng nhà thôi, bốn cái nhà bốn góc mà ta thương hai nhà, người ta ghét hai nhà là được rồi đó, thấy không? Mà đừng để người ta ghét ba nhà, mà để ta ghét tới bốn nhà là hơi khó chịu. Người ta sống ghét mà bốn nhà là suy nghĩ lại á, sống như thế nào? Sống ở nhà, gia đình mình bốn nhà bốn góc nhà của mình thôi, là ví dụ như là hai nhà thương hai nhà ghét là vậy là được rồi. Nhiều khi rồi lên mạng lên đồ rồi nói nhiều cái rùm trời rùm đất, cái chuyện gia đình ta mình đâu biết được, sao gia đình ta mình không biết được, mình người ngoài mà đâu có hiểu được trong gia đình ta được đâu. Mình nói tầm bậy tầm bạ rồi đôi khi nó phiền, cái đó là nó thật tình. Dạ, những cô chú lớn tuổi có những cái góc nhìn rất là tốt trong cuộc sống. Đúng rồi. Như có sự trải nghiệm á. Như bản thân tôi nè, một anh em trai đông á, mà tới chừng hầu mà nuôi cha mẹ, tôi nói thiệt tình mà nói, nuôi cha mẹ không có anh em trai nào nuôi đó. Bà chị tôi bà lo hết luôn, mà bà tới bây giờ là bà này bà lớn bằng tuổi Vũ Linh rồi nè. Mà bà vẫn lo cho cha mẹ từ A tới Z. Còn sống mà nếu nó sống mà nếu nó ngang ngược á, mà nói trên mặt pháp lý tôi giữ đó. Nếu mà tôi mà ngang ngược ông già tôi mất á, tôi lấy bà chị tôi giờ là mấy chục tỷ chứ không có nói là nó tiền một hai tỷ. Yeah. Bởi vì xưa á, tôi gia đình đông. Yeah. Ông già tôi cho đứng đất nhiều lắm. Yeah. Mà đứng đất giờ nó lòi ra mặt tiền không. Yeah. Giờ cứ cắt vô 50 mét như vậy là thấp nhất là 80 triệu tới 150 triệu. Dạ. Rồi giờ mặt tiền tôi cho bà là 15 mét để bà bán là 400 mấy 500 triệu mét. Dạ. Khiếp ha. Mà tính ra giờ là mấy chục tỷ mà tôi còn không làm. Tôi có thiệt cha mẹ cho mình nhiêu hưởng nhiêu, còn mình đứng đất ra mặt luật pháp tôi thắng chắc luôn. Nhưng mà làm chi nó mang tiếng. Cái đời của mình rồi đời con, đời cháu, đời chắc mình nhắc lại. Dạ. Của người nào ra của người đó. Yeah. Tôi nói thật tình đó, phải nói giờ có sức có lên mạng. Ông già tôi không phải được chia đất cho con cái mà như kiểu người ta nói con út nhiều không có. Lớn cực chia nhiều, nhỏ lần tới nhỏ nhất là chia ít, không có cực. Dạ. Tôi theo tôi cha mẹ cho nhiều cũng nhiều. Cũng không cho được cỡ sức những người nghèo khổ, cha mẹ không có đất cũng có nhà đi ở nhà trọ, rồi mai mốt cha mẹ chết lấy cái gì để mà đòi. Nó thật tình luôn. Tôi dù đôi khi anh em tôi còn ọ ẹ bà chị tôi không có. Dù như giận hờn này kia chạy như khi đôi khi buồn mình ít tới, mình thương chị em mình tới nhiều thôi chứ còn nói thẳng. Sống ở đời khó lắm. Tôi mà giờ nói dòng họ tôi đám dỗ bà chị tôi mới nói nó tào lao vậy đó, mà giờ kêu mấy đứa con tôi phải sống sao giống tánh ý cha mày đó. Ở đời dễ sống không vậy, đừng hỏi làm sao mà anh tào lao mày nói nó vậy cho nó tốt lắm. Mà thiệt giống như cha mẹ hồi xưa hồi thời bao cấp ông đứng cái đất nhiều, nhiều khi đứng với tờ luôn. Dạ. Cha mẹ cho đứng, ít người thì cho người đông người đứng, đứng xong xuôi hoàng giờ cha mẹ chết, tự nhiên mình đứng đó mình thấy của mình cũng không được. Tôi nói thiệt, tôi nói giờ mấy ông lên mạng đi, giờ trong tôi có thằng Tấn, thằng Tấn gì được kêu tôi bằng té không, nhiều khi tôi uống rượu gà. Bây giờ chú cái chuyện hàng xóm. Ừ, tôi uống rượu nhiều khi nó gà gà, tôi nói vậy, tía.
tí đất nhiều quá, mai mốt tí chia cho tôi nào tới. Tôi nói tao chia, mai mốt mày ấy thì tới đây tao chia cho. Rồi có nhiều khi mình nói vui rồi, nên nói tao chia cho mày ngoài Thái Bình, thước ngang hay thước dài. Dạ. Ở ngoài thước lạc Thái Bình đó. Dạ, thước ngang, thước dài hiểu đó. Ừ. Thước ngang, thước dài hiểu đó. Ừ. Thì đâu khi, tôi nói vậy thì đâu khi giờ mấy ông nhiều khi lên mạng á. Mình Tấn nó nói, hồi đó nó nói, chốt chia con ở đâu chốt. Một lần đám giỗ thì mời nó tới nhà, nó đám tiệc cũng mời tôi tới. Ông nhiều quá, mai mốt chia coi tôi chỗ nào không. Còn tía, được, tía chia còn chỗ nào tía. Tại nó tự chia nhiều lắm, cái mai mốt lên vậy nó kiện con tôi. Không lẽ nó ghi âm là kiện con tôi. Đâu có đâu. Bây giờ lực pháp. Nếu mà nói bộ luật hình sự mà, bộ luật dân sự năm 2015 á. Bây giờ nếu mà cái giấy tờ, thật sự tôi nói thiệt, cái giấy tờ mà ông làm, ông viết bằng tay, ông ký tên luôn, bất cứ ông sang bán mua đất, mua cát gì mà nếu mà bây giờ chú sau năm 2005 là không bao giờ người ta công nhận, nhà nước công nhận. Yeah. Ừ. Thì từ hầu có tư pháp tới giờ là phải có tư pháp công nhận. Vậy là cái di chúc mà bằng miệng là không đúng. Mà tôi nhiều khi tương hứng tôi nói điền sao giờ, như tôi nói giờ mấy ông lên mạng giờ có thằng Tấn chờ với con tôi mà giờ thằng Tấn nó già có sụt, mỗi lần gặp tôi ghẹo chút, mai mốt chú chia con chỗ nào. Rồi bà chị tôi vậy, nên mà mốt chính chia chỗ nào, tôi nói tao chia nhiều lắm. Dạ. Là di chúc miệng là không thành lập đúng không? Bây giờ, tôi nói thẳng, cái chữ viết luôn, dù tôi viết, tôi ký tên, tôi cho người đó luôn, mà sau năm 95 tới đây đưa ra tòa cũng không xử nữa. Bởi vì có tư pháp. Thấy không? Yeah. Năm 2095 tới giờ đây là có tư pháp, muốn làm cái gì là phải đi ra tới tư pháp. Anh mua đất cũng vậy, mua đất ta làm giấy tay của anh, mà nếu mà làm giấy tay tới bây giờ đem ra tòa, anh thưa ra tòa không bao giờ ai xử. Vì có tư pháp mà anh làm miệng thì sao được. Nói mình cái chuyện gia đình của người ta rồi mình nói tiền có ai làm sẽ làm. Mình cũng không động viên. Dụ mình tới đây mình ghé mình thăm thì mình đốt nhang, mình gian giái cho cái gì nó suôn sẻ, để cho anh Năm anh thảnh thơi, anh về nơi chứng suối để cho nó yên đi. Thì thôi. Rồi. Cảm ơn những lời chia sẻ của chú nghe chú. Chú đến từ Tây Ninh cả nhà. Thì em xin kết thúc video đây cả nhà. Hẹn cả nhà ở video kế tiếp.